Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo khóa học hướng dẫn sử dụng phần mềm MyRotation năm 2023. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn nhóm Modify để thay đổi đối tượng nha. Rồi bắt đầu tao vào thực hành luôn nha. Đây nè. Rồi đây là nhóm Modify này, nhóm thay đổi đối tượng nè. Thì đầu tiên nha. Rồi công cụ nè. Nè, chọn vô. Đó. Rồi, chọn đây. Đó, là thay đổi nha. Rồi câu thứ hai là cắt một phần đối tượng. Đây. Rồi ta muốn đây nó bắt điểm cuối nè, ta bấm phím N, phím tắt đây nè, chỗ bắt điểm nè đó. Rồi ta cắt chỗ này nha. Rồi đó, rồi ta vô modify di chuyển nó ra đó, thấy không? Rồi cái tiếp đây là công cụ nè, chim nè, cắt nè, đây giả sử nha, chọn vô đây cắt hoặc kéo cũng được nha. Rồi cái tiếp, rồi cái công cụ này cắt hai đối tượng giống nhau, rồi chọn đây, chọn đây đó. Rồi ở đây dài tới một đối tượng đây nè, giả sử đây nè, ta kéo ra đây đó. Rồi bắn ra một đối tượng nè, chọn đối tượng nè, bắn ra đây, tự động nấu lại nè. Rồi công cụ này gì đó, để nào mà cắt hai đối tượng giao nhau tạo đường cung nha. Rồi lấy 10 đó, thấy không? Rồi còn tôi dắt lại, nếu mà để mắt nó luôn thì chọn dưới đây nè đó, cái này nè, cắt luôn nè nó, thấy không? Rồi công cụ này là để in sạch điểm nè, delete điểm nè, nấu lên nó vào tượng nè, cái này để có một bài riêng cho nó nha. Rồi cái này là chuyển đối tượng nè, giả sử tôi chuyển nó qua lớp nào nè sẽ có bài riêng nha. Rồi cái này là delete đối tượng, chọn như delete thôi đó. Thì các bạn hôm nay là mình chỉ giới thiệu tổng quan về cái tab how của modify thôi nha. Rồi cảm ơn các bạn đã nghe, chúc các bạn thực hành thành công nha.